dân. Ta là thần long của thời đại mới, thời 4.0. Ta là thần long, ta di hành mang kiến thức tới nông dân. Ta là thần long của thời đại mới, thời 4.0. Tình 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 ta tình 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 ta tình 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 ta tình tình. Ơi trời ơi, cái gì vậy? Dạ ơi, ơi. Cái gà gì? Nuôi mũi hay gì mà thần mà nó cũng chích nữa. Thần mũi nông quá đáng luôn. Thần nông ơi, ngồi đây nè. Ủa sao thần nông dậy sớm ra đây vậy? Có ngủ được đâu vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì? Mà thần nông nổi cái gì vậy? Mới sức kem á. Hả? Không phải đâu. Nó đốm 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 sưng sưng sưng. Quay quay cái kiến thần tôi nhìn. Sao dữ vậy nè? Mũi. Mũi hả? Nhà mũi quá, đây cũng mũi nè, không thấy không? Kêu vèo 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 vèo. Tối ngủ là phải văn mùng, mà thần nông nói nóng được không văn mùng, thành ra là mũi chích. Em thấy hả, ruộng vườn bà con mà mũi quá trời quá đất luôn. Để em coi coi làm sao. Khó chịu quá. À. Đúng rồi. Thần nông ơi, thần nông nhìn xem. Tình hình ở đây bà con của mình ruộng lúa đang bị mũi hành tấn công. Phải không? Ủa? Mà mũi hành đâu có chích đâu mà sao mà thần nông mới chích như vậy? Mũi hành có chích không? Không. Mũi hành gì nó xâm phạm với ruộng lúa thôi phải không? Dạ đúng rồi. Chết rồi. Chết rồi thần ơi. Cái gì vậy? Em coi vô gương thần em mới thấy ông bà Sáu đang cãi cọ gì với nhau. Chắc là mũi hành tấn công cái vụ này cho nên ông bà Sáu mới cự cãi với nhau nè. Đâu thần xem đi. Chà. Cái này, à đúng rồi. Có thể là, tại sao là kêu mũi hành. Hành là nó hành lúa ruộng đó. Chứ không phải hành người đó. Còn mấy con ong mật nó mới hành ta. Trời ơi. Căng à nha. Cái vụ này căng à. Bị gì đâu trời. Bình thường mà. Cái gì vậy? Ai vậy cứ ở cái nồi thịt kho hụt vịt nhà tôi quá vậy ta? Bà Sáu ơi! Ôi trời! Trời ơi! Quá? Bà đó hả? Ông đó hả? Bà làm gì bà ngồi dưới bà quạt quạt bà quơ quơ vậy? Sao đi về rồi không về nhà bà đứng đây chi vậy? Kêu tôi đi du lịch! Rồi cuối cùng ở nhà không có lo gì hết rồi bây giờ để mũi mồng không? Trời ai biết đâu! Không dài từ ngày bà đi rồi đâu có mũi mồng gì đâu! Tự nhiên bữa nay xuất hiện rồi tôi đâu có biết! Trời ơi, ông nói chuyện không có trách nhiệm chút xíu nào hết à. Sao không có trách nhiệm? Thì tôi trong nhà tôi ra, tôi tình định chạy qua nhà anh ba cùng tôi hỏi thăm tình hình nè. Tôi chạy ngang đây thấy bà ngồi đây. Hay ai quá biết? Ha. Hỏi bực bội à. Nhìn cái đám rượu muốn khóc luôn vậy đó. Trời ơi. Ai, ai, ai mà khóc liền vậy? À, trời ơi, con Linh, con Linh. Ba má ơi. Trời ơi, cái gì vậy con? Con cái gì mà khóc? Con mất hết rồi ba má ơi. Mất cái gì? Con mất rồi. Trời ơi. Cái gì? Chết tôi rồi. Cái gì vậy? Con nó mất rồi. Nó mất cái gì? Mất chỗ nào? Mất chỗ nào để bà đến nó, bà thưa nó. Con mất cái quán trà sữa. Mất cái bà. Mà mất cái gì? Ông bình tĩnh rồi coi ông nói cái gì xàm vậy? Mày con... mất cái gì quán trà sữa? Con mất chiếc xe rồi. Ôi trời ơi, sao mà mất vậy con? Trời ơi, dạo này trộm cướp nó lộng hành dữ lắm. Con đang mua trà sữa. Ừ. Cái con dựng cái xe với lại con quay qua con tính lấy ly trà sữa con quay lại còn chiếc dép không. Vậy sao không điện cho ba má liền? Trời ơi, con đâu có điện thoại gì đâu. Cái điện thoại con bỏ trong vỏ rồi tiền bạc con bỏ hết trong cốp luôn, con để chìa khóa xe ở lại. Wow. Trời ơi, cái xe con đi rồi ba má ơi, đâu có gọi cho ba má được. Sao về đây được trời hay vậy? Ơi gì à? Con mượn tiền tao mua vé để xe về đó ba má ơi. Kỳ này con nghỉ học quá ba má ơi. Không có được, nói năng gì vậy? Thôi bây giờ bình tĩnh nè, không có khóc nữa. Coi như của đi thay người đi. Con bị sang chấn tâm lý rồi. Nhưng mà còn cái chuyện học con phải gán. Con biết không, ba má đã làm lụng cực khổ để lo tiền bạc cho con ăn học thì con phải ráng ăn học. Con là một là kỹ sư nông nghiệp tương lai. Đó. Mai mốt con sẽ thay thế chú ba cùng, thay thế ông thần nông. Ngang quá ha. Ông thần nông là thần, không có thế ông được. Thay thế chú ba cùng, ba sẽ là một người ba của một kỹ sư nông nghiệp. Wow. Ba bước ra đường ba hãnh diện lắm con biết không? Nè, làm ơn ha, làm ơn đáp xuống giùm tôi cái đi. Sống ở đâu ở trên trển vậy? Khổ ghê, chuyện trước mắt cái ruộng lúa bị mũi mồng không lo. Thôi ma đừng la ba nữa. Còn con nữa,
Thôi coi như của đi thay người đi, đừng có buồn nữa nha không. Để kỳ này trúng lúa rồi má bán lúa xong rồi má mua chiếc xe mới cho ha. Dạ, cảm ơn mẹ. Ừ, rồi đi về đi. Trời dạ. Tội nghiệp nhỏ. Con nãy con đi dạ. Về. Dạ, còn không dạ. Nữa đi về đi. Hả? Đi về nấu ăn giùm tôi liền cái. Dạ. Nha, đói bụng lắm rồi. Rồi thôi ba đổi kèo luôn rồi con ơi. Kèo gì? Nấu cơm luôn rồi hả? À, bây giờ má con lo cái việc ruộng nương đi, còn ba cái về ba lo là cục củ lửa bếp núc ba nấu ăn. Thôi sao về con phụ ba. Có lo dạ. Được đâu, để tôi lo còn. Bà khi dễ tôi hả? Bà đi mấy ngày bà tưởng tôi không biết nấu ăn hả? Giỡn chơi với bà thôi. Về bà sẽ nấu cho con ăn. Trời biết nấu luôn hả ba? Ba nấu cơm. Con lặt rau con rửa sạch sẽ đi. Ba sẽ luộc rau cho con ăn. Dạ. Trời ơi. Luộc thêm hai trứng hột vịt nữa. Sẵn có nước tương. Hai cha con mình ăn món ăn thịnh soạn luôn. Ta là thần nông của thời đại mới. Thời bốn trăm chín mươi. Dạ. Cố lên. Nó đưa đó, đưa đó. Được không? Trời ơi. Chào hai chú ba. Dạ. Ủa thêm sao? Chàng ơi, tôi đang đi kiếm chú nè. Kiếm. Ủa, ai vậy? Ai quen vậy? À, tôi. Dưỡng ấp, dưỡng ấp. Ủa? Có gì không? Chị có chữ ấp ở đây luôn á hả? Ừ. Anh làm gì chỉ đạo cho chú ba làm kiểm tra tôi theo dõi, tôi kiểm tra, tôi lên đây. Hay quá bây giờ sẵn mấy chú này nè, lên đây giúp tôi chuyện này coi. Chuyện gì sao ta nói ruộng lúa nhà tôi á sao? Bị mũi mồng quá trời luôn. Vậy hả? Mà tôi hửi nó cũng bình thường mà sao mà mũi dữ vậy không hiểu nữa. Dạ đúng rồi thím sáu, mới hồi sáng nay á con đi ruộng ngang ruộng nhà mình thì thấy một số cái cây lúa nó đã hình thành cái ống hành nó trồi lên rồi. Thì chắc ăn là ruộng của mình đã bị mũi hành tấn công rồi đó thím sáu. Ống hành hả? Dạ đúng rồi. Ôi chàng ơi, hèn chi tôi thấy nó lá lúa nó không có bình thường nè, anh nhìn coi nó y như là cái cọng hành vậy đó. Nếu mà cây lúa của thím sáu á mà ra cọng hành như vậy á có nghĩa là không xử lý được nữa. Nó chết rồi đó. Trời. Bây giờ mình phải cố gắng cứu những cây lúa kế bên chứ không là nó cũng lây lan theo luôn. Trời ơi, vậy đó hả? Để tiếp lời anh Hiệp đó, thì chỗ chú với thím sáu biết không, đối với mũi hành á bà con mình rất là dễ nhầm lẫn. Tại hình thấy hai cái con này nó giống như nhau. Cái con mũi hành với cái con mũi đốt mình á là giống nhau. Nhưng cái khác biệt một chỗ thôi là cái con mũi hành á thì cái bụng của nó là sẽ có màu cam. Tức là khi nó bay vào ruộng mình rồi thì nó mới đẻ cái trứng lên cái lá. Và sau đó cái trứng thì nở thành con ấu trùng. Và nó chui vào trong cái lúa của mình. Và nó chích vào cái đỉnh lúa. Thì lúc đó cái lúa mình nó sẽ bị tấn công. Thì nó sẽ hình thành cái ống hành và nó trồi lên. Thì được xem như là cái mũi hành tấn công cây nào là mình mất cây đó. Trời đất ơi, vậy đó hả? Đó. Bây giờ làm sao bây giờ chú? Bằng cách nào mấy dạ chú? Bằng cách nào thì rất là đơn giản. Thì khi mà chú với thím sáu khi bà con mình xả lúa xuống thì trong vòng một tháng đầu thì chúng ta nên đặt cái bẫy đèn ngay chặt cái ruộng của mình. Ngay ruộng mình. Để làm chi? Tức là chúng ta phát hiện con mũi hành có vào đèn tấn công cây lúa của mình hay không. Bằng cách là chúng ta lấy một cái thau nước. Và vào buổi tối đó lấy cái đèn mình thắp ngay chặt cái thau nước đó. Ngay thau nước luôn. Con mũi hành nó sẽ bị ánh sáng thu hút, nó sẽ bay vào. Nhưng mà để cho nó đừng có bay ra thì nhỏ thêm vài cái giọt dầu. Dầu. Dầu trên cái mặt nước đó. Thì lúc đó con mũi hành nó dính vào đó nó không bay ra được. Và sáng hôm sau mình chỉ cần coi nếu cái thau nước đó có nhiều mũi hành thì mình tiến hành xử lý ruộng của mình là an toàn. Khi mà mình phát hiện có mũi hành bay vào đèn á thì khoảng 5 đến 7 ngày á là mình phải phun Vitaco để mà diệt ấu trùng. Mà chú thím cứ yên tâm đi, Vitaco là nói an toàn về thiên địch. Hay quá anh hả? Chưa hết đâu nha. Còn những mà vụ mùa trước mà bị mũi hành á tấn công nhiều á thì bà con mình á phải kiểm tra ruộng thật là kỹ, sau đó xử lý thật là sớm. Vậy hả? Dạ. Nếu ruộng của mình trong giai đoạn đón đồng mà mình có phát hiện mũi hành nếu tấn công lai lai thì bà con mình cũng đừng có bi quan, mà chúng ta phải tiếp tục xử lý, chúng ta bón thêm phân và chúng ta phun cái thêm cái bơm lauer đó để cho những cái cây mẹ nó bị mũi hành rồi thì có những cây con còn lại đó nó cơ hội nó phát triển và nó bù đắp về năng suất thì khúc sau thì mình sẽ đỡ hơn ạ. Dạ hay quá trời ạ. Cảm ơn hai chú nhiều nha. Bởi vậy mới gọi là anh ba cùng. hay lắm. Vậy là thần nông đã yên tâm rồi đó mấy anh ba cùng ơi. Đội ngũ ba cùng phải nói là sát sườn với bà con khắp nơi để mà hướng dẫn những cái kỹ thuật nè, những cái kiến thức nông nghiệp hết sức là cần thiết và bổ ích cho bà con. Bà con chắc chắn sẽ trúng mùa bội thu bà con ha. Chắc vậy thôi. Chào tạm biệt bà con. Tạm biệt bà con. Tôi đi thẩm mỹ viện. Chương trình do Xfinity Media thực hiện.